Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái chổi than đề của xe Hyundai Motor 2, máy điện đời 2007. Đây là cái 4 con chổi than trong cái củ đề, trong những cái củ đề máy phát của không chỉ riêng dòng ô tô hay là bất cứ dòng gì đó, nó cũng đều sẽ cần dùng chổi than. Và đây là một cái mẫu chổi than ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em, đó chính là cái chổi than đề của nó. Còn chổi than máy phát thì thân nó sẽ nhỏ hơn và chiều dài thì nó sẽ dài hơn. Đây chính là cái đường dây điện chờ sẵn này để chúng ta đấu ra chỗ đề này. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái bộ chổi than của xe Hyundai Motor 2. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Em xin chào.